Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước, hãng Kawasaki sẽ bổ sung cái dòng lật Verzi 1000S 2001 ra mắt thị trường vào đầu năm 2021. Kawasaki Verzi 1000S 2001 chuẩn bị được ra mắt. Đây là một cầu nối khoảng cách giữa Verzi 1000 tiêu chuẩn và Verzi 1000SE 2020 hàng đầu. Kawasaki đang mong muốn sản phẩm này sẽ tăng thêm nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Kawasaki Verzi 1000S 2021 sẽ có tới 3 biến thể phụ là tiêu chuẩn, Tourer và Grand Tourer. Cả ba sẽ đi cùng với một động cơ tiêu chuẩn giống như phiên bản là Verzi 1000 và Verzi 1000SE 2010, nhưng sẽ có những khác nhau về hệ thống kèo. Các chiếc Kawasaki Verzi 1000S 2021 dựa vào hệ thống kèo được điều chỉnh bằng tay, chứ không phải là hệ thống điện tử. Kawasaki Verzi 1000S 2001 nhận được một loại tính năng công nghệ cao của phiên bản SE 2010, bao gồm như kích nối điện thoại thông minh, sưởi ấm tay lái, kiểm soát hành trình, Kawasaki Traction Control, Kinerin Auxiliary Light, nhiều chế độ lái, Kawasaki Twister và thậm chí là cả cái màu sơn tự hồi. Cái sự khác biệt giữa ba cái mẫu Kawasaki Verzi 1000S 2001 sẽ nằm ở những phụ kiện đi kèm theo. Chẳng hạn như Kawasaki Verzi 1000S 2021 phiên bản tiêu chuẩn sẽ nhận được cấu trang bị tương tự như cái chiếc Verzi 1000 2010. Còn Verzi 1000S cái bản Tourer 2021 sẽ nhận được hai cái tấm lót bình xăng cùng với một cái cặp thùng lật Fenner 56 lít với một chìa khóa. Còn Verzi 1000S 2021 phiên bản cao nhất là Grand Tourer sẽ đi cùng với một cái cặp thùng Fenner 47 lít, cái giá đỡ CBS đa năng cùng với cái chống nổ khung của vân. Về mặt động cơ thì Kawasaki Verzi 1000S 2021 vẫn là có động cơ 4 xăng DOC dung tích 1043cc làm mát bằng dung dịch, sinh ra cái công suất 190 lực tại vòng tua máy là 8000 vòng trên phút, moment xoắn đại chỉ khoảng 94,6 Nm tại vòng tua máy là 7080 vòng trên phút, cùng với đó hộp số còn tài 6 cấp. Về mặt giá bán thì Kawasaki Verzi 1000S 2021 sẽ có một mức giá rơi vào khoảng là 14.227 euro, tương đương khoảng là 387 triệu Việt Nam đồng, thấp hơn phiên bản SE khoảng là 1.900 euro, tương đương khoảng 51 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, tiếp nhấn like, subscribe.